Đức Thánh Cha Francisco chính thức bác bỏ tin đồn Ngài sẽ từ chức. Đối mặt với những suy đoán về khả năng từ chức, Đức Thánh Cha Francisco mới đây nói rằng bất cứ khi nào một giáo hoàng bị ốm, sẽ có một cơn gió thoảng hoặc một trận cuồng phong về một mật nghị bầu giáo hoàng mới. Đức Thánh Cha Francisco đã xua tan tin đồn về một mật nghị mới sẽ diễn ra vì sức khỏe của Ngài. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2021, Đài Phát thanh Công giáo Cope đã có một cuộc phỏng vấn với Đức Giáo Hoàng. Cuộc phỏng vấn độc quyền do nhà báo Carlos Herrera thực hiện và sẽ phát sóng vào thứ Tư, ngày 1 tháng 9. Đã có những suy đoán về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Francisco rộ lên kể từ khi Ngài giải phẫu đại tràng từ hồi đầu tháng 7. Kể từ đó, Đức Giáo Hoàng đã từ chối không phỏng vấn bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Tuy nhiên, mới gần đây, Ngài đã đồng ý nói chuyện trong một tiếng rưỡi với nhà mạng phát thanh Tây Ban Nha. Tôi còn sống. Đức Thánh Cha Francisco đã nói hài hước như thế trước câu hỏi của nhà báo Carlos Herrera về sự hồi phục sức khỏe của Đức Thánh Cha sau cuộc phẫu thuật. Trước những đồn đoán của báo chí về khả năng từ chức, giám mục Roma trả lời: bất cứ khi nào một vị giáo hoàng bị ốm, sẽ có một cơn gió thoảng qua hoặc một trận cuồng phong nổ ra. Tin đồn về một mật nghị. Một bài báo trên tờ Libero của Ý xuất bản vào ngày 23 tháng 8 đã suy diễn rằng Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ ý định từ chức. Những lý do được đưa ra trong bài báo là sức khỏe của Ngài suy yếu do phẫu thuật đại tràng và tuổi tác của Ngài. Đức Giáo Hoàng Francisco sắp 85 tuổi và Đức Cha Benedicto thứ 16 đã từ chức lúc Ngài 85 tuổi. Sau bài báo của Libero, một số bài báo khác đã viết theo như vậy và cho rằng sẽ có một mật nghị bầu giáo hoàng trong thời gian gần. Do đó, cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Tây Ban Nha là một cách để Đức Thánh Cha Francisco xóa bỏ tin đồn. Đức Thánh Cha Francisco đã thừa nhận cho đến ngày 27 tháng 8, Ngài vẫn đang trong giai đoạn hậu phẫu và cần tĩnh dưỡng. Dù vậy, Ngài vẫn tiếp tục các hoạt động bình thường của mình. Vào ngày 12 tháng 9 sắp tới đây, Ngài sẽ có một chuyến đi 4 ngày tới Hungary và Slovakia.